Hiện nay, ở các nhà máy, xí nghiệp, giờ làm việc của người lao động như công nhân, nhân viên văn phòng được chia theo ca kíp. Giữa các ca làm việc, người lao động có một khoảng thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, việc phục vụ các bữa ăn cho người lao động là rất quan trọng. Bữa ăn giúp người lao động có đủ năng lượng để tái tạo sức lao động, tiếp tục ca làm việc của mình. Do vậy, để quá trình làm việc có hiệu quả, bữa ăn của người lao động cần phải đảm bảo đủ chất, đủ lượng, thực phẩm an toàn, vệ sinh và ngon miệng. Thật ra, người chủ, người quản lý điều hành các công ty xí nghiệp nên hiểu rằng phục vụ chu đáo các bữa ăn cho người lao động chính là công tác chăm sóc nhân sự, quản lý nguồn nhân lực của mình. Bữa ăn phục vụ người lao động quan trọng là vậy. Tuy nhiên, việc đảm bảo cho các bữa ăn này có đầy đủ chất và lượng lại không đơn giản, nhất là ở các bếp ăn tập thể của các nhà máy xí nghiệp, nơi phục vụ bữa ăn cho hàng trăm hàng ngàn người lao động. Trong thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người lao động, làm đình trệ sản xuất. Nguyên nhân là các bếp ăn này không đảm bảo cung cấp được nguồn thực phẩm vệ sinh an toàn. Một số công ty xí nghiệp đã chọn cách đặt các quán xá bên ngoài phục vụ suất ăn cho công nhân. Thực tế, nhiều quán xá dạng này không thể đảm bảo phục vụ bữa ăn hợp vệ sinh vì nhiều nguyên nhân như không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, người nấu nướng, phục vụ thiếu ý thức hoặc không có trình độ, không được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn thực phẩm. Nguồn thực phẩm nguyên liệu được sử dụng không an toàn, không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng. Do vậy, nguy cơ xảy ra ngộ độc vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, một số đơn vị đã bắt đầu lựa chọn các nhà cung cấp suất ăn công nghiệp chuyên nghiệp phục vụ bữa ăn cho người lao động của mình. Các nhà cung cấp này có các tổ chức làm việc khoa học, có đảm bảo về trách nhiệm pháp lý rõ ràng. Nhà cung cấp suất ăn công nghiệp chuyên nghiệp có điều kiện cơ sở vật chất tốt, nhà xưởng khang trang, thông thoáng, đủ ánh sáng, điều kiện vệ sinh tốt, người lao động có kiến thức, chuyên nghiệp. Nhà cung cấp suất ăn công nghiệp còn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế vào hoạt động của mình, như tiêu chuẩn chất lượng HACCP. HACCP là chữ viết tắt của từ tiếng Anh. HACCP Analysis Critical Control Point. HACCP ra đời như sau. Ở các cơ sở sản xuất thực phẩm trước đây, các nhà khoa học thường tiến hành kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất và lấy mẫu phân tích để đảm bảo thực phẩm tạo ra là an toàn và chất lượng. Tuy nhiên, việc này giống như chụp những bức ảnh rời rạc. Việc kiểm tra phân tích nói trên chỉ phản ánh độ an toàn và chất lượng vào thời điểm kiểm tra hay trên mẫu thử được phân tích. Câu hỏi đặt ra đối với các nhà khoa học là điều gì đã và sẽ xảy trước và sau khi tiến hành kiểm tra? Liệu các mẫu thực phẩm không đem đi phân tích có đảm bảo an toàn và chất lượng hay không? Với phương pháp quản lý đánh giá chất lượng kiểu cũ, các nhà khoa học không có thông tin để trả lời. Vì vậy, các phương pháp cũ rất ít hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng nguồn thực phẩm đầu ra. Trong khi đó, HACCP là một hệ thống kiểm soát an toàn ngay trong quá trình thực phẩm được sản xuất, chứ không chỉ cố gắng tìm ra các sai sót ở đầu ra. HACCP dựa trên cơ sở tiếp cận các nguồn gây mất vệ sinh an toàn và phát triển một hệ thống để kiểm soát các nguồn này. Các điểm đặc biệt trong quá trình sản xuất được xác định nhằm kiểm soát các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Hệ thống HACCP được áp dụng rất thành công trên toàn cầu. Hệ thống này dễ dàng tương thích với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, tạo thuận lợi cho việc quản lý chất lượng trong sản xuất. Về tổng quan, HACCP có các đặc trưng như sau. Tính hệ thống, HACCP xem xét và kiểm soát tất cả các bước trong việc vận hành sản xuất, chế biến hay cung cấp thực phẩm, giúp nhận diện các mối nguy, xây dựng và áp dụng các biện pháp kiểm soát, thẩm tra tính hiệu quả của hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn luôn được duy trì. Thứ hai là cơ sở khoa học, các mối nguy về an toàn cho một loại thực phẩm và việc kiểm soát chúng được xác định dựa trên bằng chứng và cơ sở khoa học. Thứ ba là tính chuyên nghiệp. Tùy vào đặc trưng của từng loại thực phẩm, HACCP giúp xác định các mối nguy thường gặp ở loại thực phẩm đó và xây dựng biện pháp kiểm soát thích hợp. Tiếp theo là tính phòng ngừa. HACCP hướng tới việc phòng ngừa trước hơn là chỉ kiểm tra khi việc sản xuất chế biến thực phẩm đã hoàn tất. HACCP còn có tính thích nghi khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất, công nghệ, con người,
thông tin về an toàn thực phẩm thì hệ thống luôn được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. Công ty liên doanh thực phẩm Vitafood tọa lạc tại tỉnh Bình Dương là đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp áp dụng công nghệ Ý. Hệ thống nhà máy xây dựng theo tiêu chuẩn HACCP và ISO với quy trình sản xuất khép kín. Có thể thấy việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP là không quá khó. Đơn vị sản xuất nên áp dụng ngay từ đầu khi có ý tưởng xây dựng nhà máy như Vitafood đã thực hiện. Ở Việt Nam khi áp dụng HACCP, cái khó khăn là ở khâu nguyên liệu đầu vào, do người cung cấp thường không có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn. Khi áp dụng HACCP, việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện, người lao động cũng được đào tạo thường xuyên. Theo tôi, ở Việt Nam sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp vì nhu cầu đang gia tăng. Có thể thấy HACCP không phải là một hệ thống giúp triệt tiêu hoàn toàn các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Nó là một hệ thống quản lý các mối nguy nhằm giảm thiểu tối đa các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Tại Việt Nam, việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP được cơ quan chức năng khuyến khích thực hiện. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã biên soạn Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 5603-1998, tương ứng với các tiêu chuẩn của hệ thống HACCP để áp dụng cho các cơ sở sản xuất thực phẩm. Để áp dụng hệ thống HACCP, nhà cung cấp suất ăn công nghiệp xây dựng quy trình chế biến thực phẩm một chiều từ khâu nhập kho, sơ chế, chế biến đến đóng gói, vận chuyển, tránh hiện tượng lây nhiễm chéo. Ở khâu lựa chọn nguyên liệu thì yêu cầu đối với các nhà cung cấp nguyên liệu là có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn của địa phương, sau đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà cung cấp suất ăn công nghiệp. Việc kiểm tra được thực hiện ngay từ khâu nhập nguyên liệu cho tới khi các suất ăn được xuất đi. Kiểm tra ở mỗi bước, mỗi công đoạn. Nhiệt độ thực phẩm được kiểm tra thường xuyên, nếu nhiệt độ cao quá mức quy định thì người giám sát yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nấu nướng, chế biến. Tùy theo mức độ lao động nặng nhẹ, tùy theo đặc thù lao động như lao động trí óc, lao động chân tay, nhân viên văn phòng hay công nhân ở xưởng mà bữa ăn dành cho người lao động ở các bộ phận khác nhau trong một công ty, xí nghiệp sẽ khác nhau về trọng lượng, thành phần dinh dưỡng, vân vân. Thực đơn món do nhà cung cấp đưa ra thể hiện sự đa dạng về giá cả, chất lượng, được xây dựng dựa trên sự lựa chọn, ý kiến đề xuất của khách hàng. Các món ăn không lặp lại trong vòng một tháng để tránh sự nhàm chán, món ăn phù hợp với khẩu vị người lao động.